web của OpenAI. Anh chị em nhé, anh chị em vào trang web gốc của OpenAI này, được chưa ạ? Đó, sau đó thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ thấy cái phần giới thiệu về về ChatGPT-4 ở đây. Đấy, thì ở đây nó sẽ có hai cái phần này này, phần Learn about ChatGPT-4 này và View GPT-4 Research này. Đó. Chúng ta sẽ tìm hiểu về ChatGPT-4 là xem là nó có những cái tính năng gì, nó có cái gì hay ho, được chưa ạ? Đấy, anh chị em có thể xem cái video này nhé. GPT-4 takes what you prompt it with and just runs with it. From Đó. one perspective, it's a tool, a thing you can use to get useful tasks done in language. From another perspective, it's a system that can make dreams, thoughts, ideas flourish in text in front of you. GPT-4 is incredibly advanced and sophisticated. Đấy. It can take Thì ở in and đây ấy, là generate anh chị em up to thấy là gì ạ? 25,000 Đầu tiên ấy words of text. Around 8 times. Anh chị em thấy cái sự khác biệt đầu tiên của ChatGPT cũ nhá, cái bản cũ thì nó gọi là ChatGPT, còn bản mới nó gọi là GPT-4 anh chị em nhé. Đấy, thì với cái bản cũ ấy thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cái số lượng văn bản mà nó nhận định dạng được ấy nó rơi vào khoảng 3.000 từ. Nhưng với GPT-4 thì nó có thể viết ra, tức là cái đoạn văn bản nó có thể viết ra hoặc nó có thể nhớ, cái bộ nhớ của nó anh chị em thì nó có thể dài hơn. Đó, nó đến 25.000 từ. Như vậy nó gấp mấy lần ạ? Nó gấp khoảng 8 lần đúng không ạ? Nó gấp khoảng 8 lần so với cái bản cũ. Như vậy là nó sẽ có thể viết những cái đoạn văn dài hơn và nhớ những cái đoạn văn dài hơn. Chúng ta cũng thể nhập vào những cái đoạn văn dài hơn. Và anh chị em biết rằng khi mà ChatGPT, khi mà mình nói chuyện với nó ấy, thì nó sẽ nhớ những cái câu trước. Cái câu trước mình nói với nó cái gì thì câu sau mình không cần phải lặp lại nữa vì nó có đoạn nhớ đúng không ạ? Thì cái bộ nhớ của ChatGPT-4 ấy nó sẽ cao hơn rất nhiều so với cả gì ạ? Với cả It's more than GPT ChatGPT. thường It gì understands ạ? images and can express Ngoài logic. ra thì nó cái gì ạ? Nó có thể hiểu được hình ảnh. Mình có thể đưa hình ảnh vào Cool trong cái gì ideas ạ? about them. For example, Trong it can tell us that cái if chat the và strings nó in có this thể image were cut, nó the có thể bones giải would thích được fly cái away. hình ảnh, nó có thể mô tả This cái is hình the ảnh. place where you just get Đó. turbocharged by these Ok không ạ? AIs. Rồi. Đấy là cái video sơ bộ thôi. Được chưa ạ? Mình sẽ đi vào chi tiết nha. Ok. Chỗ này thì Huy sẽ chuyển sang tiếng Việt cho nó dễ nhá. Đa số anh chị em chúng ta là cũng là tiếng Anh là cũng mang tính chất tương đối thôi. Đấy. Thì GPT-4 là gì ạ? Có thể giải những bài toán khó với độ chính xác cao hơn nhờ kiến thức chung rộng hơn và khả năng tự giải quyết vấn đề. Được chưa ạ? Ví dụ ở đây nó có sự sáng tạo hơn. Sáng tạo hơn này, đầu tiên là sáng tạo hơn này. Nó có thể chỉnh sửa lặp lại với người dùng trong các tác vụ viết và sáng tạo kỹ thuật. Ví dụ như là sáng tạo bài hát này, viết kịch bản hoặc tìm phong cách viết của người dùng. Cái này thì sao ạ? Thì GPT cũ, ChatGPT đã làm được rồi, đúng không ạ? Anh chị em vào sau thì giúp Huy là tắt mic giúp Huy cái. Ok. Rồi. Đấy nha. Một số anh chị em chưa đặt đúng tên này, vui lòng anh chị em đặt đúng tên giúp Huy nha. Đặt tên nha. Đặt đúng tên. Ok nha. Cảm ơn anh chị em. Rồi. Thì thứ nhất là sáng tạo hơn. Trước đây thì chúng ta đã thấy là gì ạ? Nó đã có thể viết bài hát, viết kịch bản hoặc tìm hiểu các phong cách viết rồi. Tuy nhiên thì bây giờ ấy là nó sẽ làm tốt hơn nữa. Ví dụ như là đầu vào này, giải thích cốt truyện của cô bé Lọ Lem trong một câu trong đó mà mỗi từ phải bắt đầu bằng chữ cái tiếp theo trong gì ạ? Chữ cái từ A đến Z, không lặp lại bất kỳ chữ cái nào. Đấy, như vậy là gì ạ? Cái yêu cầu này nó khó hơn. Và đầu ra thì nó cũng gì ạ? Nó đã rất là trau chuốt. Cô bé Nọ Lem xinh đẹp háo hức, sống cuối cùng cũng đã có được hạnh phúc, khơi dậy lòng ghen ghét tình yêu, nuôi dưỡng hoàng tử một cách kỳ diệu, lặng lẽ cũng giúp giày dép thì đấy, chiến thắng đoàn kết kỳ diệu trẻ trung nhiệt thành. Đấy, đây là gọi là giải thích cốt truyện của cô bé Nọ Lem rất là ngắn gọn đấy. Thì cái này mình chuyển sang tiếng Việt mình sẽ thấy đó.
nó gì ạ, đưa ra rất nhiều từ và đặc biệt là không có bị lẫn, nó không bị lẫn với nhau, đúng không ạ, nó không bị lặp lại. Đấy. Rồi, chút nữa chúng ta sẽ có những cái ví dụ về con này nhá. Đây hoặc là gì ạ, hoặc là nó giải những cái bài toán khó hơn, đúng không ạ, đấy nhá. Cái bài toán này ấy là về lập luận đầu vào này. Đấy, Andrew rảnh từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Joran thì rảnh từ 2 giờ chiều đến 3 giờ 30 chiều. Từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Hana thì có mặt vào buổi trưa. Sau đó từ 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Hãy chọn một tùy chọn về thời gian bắt đầu cuộc họp 30 phút dành cho ba người này. Thế thì con GPT cũ ấy thì nó sao ạ? Nó liệt kê ra một hồi và cuối cùng nó đưa ra cuộc họp lên lịch vào 4 giờ chiều. Con này cũng đưa ra một hồi và nó lên lịch từ 12 giờ đến 3 giờ chiều. Như vậy là gì ạ? Con GPT-4 nó đưa ra cái lịch là chính xác hơn. Được không ạ? Bây giờ anh chị em chúng ta sẽ cùng nhau thử nghiệm nhé. Cùng Huy thử luôn cái đoạn code này nhé. Đồng ý không anh chị em? Đấy, đồng ý nhá. Mình thử luôn cái đoạn code này. Đấy. Đây là con này là con 3 này. Đấy, và bên này là con 4 này. Được chưa ạ? Đấy, con này là con bên số 4 này. Con bên này con số 3 này. Đấy. Rồi. Rồi. Lúc nãy có một bạn ấy hỏi Huy là có phân tích được cái dữ kiện ở trong cái nhớ không? Trong cái website về mã số thuế không? Đấy, thì copy nguyên si cái đường link này thì nó không nhận. Đấy, nhưng mà mình copy cái thông tin. Đấy, mình copy thông tin tra cứu mã số thuế này. Anh chị em đợi tí. Rồi, chúng ta copy tất cả những cái thông tin mã số thuế này. Được ạ? Chúng ta nhét vào. Xong chúng ta gì ạ? Chúng ta bảo nó gì ạ? Phân tích. Giúp tôi lọc và phân tích thông tin này. Nó ngay lập tức nó biết là gì ạ? Là nó phân tích, anh chị em thấy không ạ? Là số thứ tự này, tên công ty và cá nhân này, mã số thuế này, người đại diện này, địa chỉ này. Anh chị em thấy không ạ? Rất là nhanh chóng và dễ dàng luôn. Đó. Ok nhá. Thì bên này là con, đây mình đang chọn, đây là GPT-3.5 này. Đây mình chọn GPT-4 nha anh chị em nhá. Đấy, đây là bên này là GPT-4 này. Bên trái là GPT-4, còn bên phải là GPT-3.5. Được chưa? Đấy, và bây giờ thì chúng ta sẽ thử cái đoạn này nhá. Đây, bên này nha. Được chưa? Rồi. Đấy. Mình nhấn vào đây, bên này mình nhấn vào đây. Bây giờ mình nhấn enter ở bên phải trước nhá. Bên phải mình enter trước này, bên trái enter này. Rồi, xem điều gì sẽ xảy ra nhá. Anh chị ạ. À, cái bên này ấy, thì mình có cài nó là tiếng Việt cho nên nó viết bằng tiếng Việt luôn anh chị em ạ. À. Đấy, nó do mình cài tiếng Việt nó viết từng tiếng Việt luôn. Đó. Mình bảo nó dịch trong tiếng Việt đi. Bên này là đấy. Ở dưới đây là có các cái lựa chọn 30 phút meeting cho cả 3 người này. Từ 11 giờ 30 này. Đấy. Sao bên con này nó lại ít hơn nhỉ? 12 giờ trưa, 1 giờ chiều, 1 giờ 30. Dưới đây là lựa chọn. Đấy, anh chị em thấy là có vẻ như con này nó viết dài hơn này. Đây là câu hỏi bằng tiếng Anh tôi sẽ dịch câu trả lời qua tiếng Việt. Con này nó không hiểu. Con này nó đây hiểu rồi. Đấy. Như vậy là con 3.5 này nó viết rất dài này. Còn con 4 ấy thì nó viết ngắn hơn này. Đấy, lựa chọn của nó là gì ạ? 12 giờ trưa, 1 giờ chiều và 1 giờ 30 chiều, nó đưa mình ba lựa chọn.
Còn cái này đưa ra 4 lựa chọn: 11:30, 3:30, 4:30 và 5:00 PM. Đấy. Con này nó còn gì ạ? Nó còn đưa ra những cái đoạn mà cô ấy nó còn gì ạ? Tham gia được nửa giờ. Thực ra là cái câu hỏi này là gì ạ? Nó chỉ có 30 phút thôi. Và cái đáp án duy nhất nó chính là gì ạ? Từ 12 giờ trưa. Nó chỉ có một đáp án đúng thôi, đó là 12 giờ trưa. 12 giờ trưa đến gì ạ? 12:30. Đó. Chỉ có một đáp án đúng thôi. Anh chị em nhé. Chỉ có một đáp án là 12 giờ trưa thôi. Thì để mà có thể mà cả ba người này cùng họp với nhau. Đấy, nhưng mà ở đây thằng này nó 4 đáp án, thằng này 3 đáp án. Rồi. Đây là mình phải test anh chị em ạ, mình phải test thực tế. Ở đây Huy cũng chưa từng test. Và cái việc của chúng ta đó là phải test. Bao nhiêu anh chị em đồng ý với Huy là gì ạ? Mình cứ test đi xong xem thế nào. Và ở đây Huy nhìn thấy một cái điều này nhá, là con GPT-4 này này là tốc độ có vẻ nó chậm hơn cả con GPT-3. Được chưa ạ? Con này mình chưa update này. Con này up lên được plus rồi này. Đấy, được chưa ạ? Rồi, không sao, mình test tiếp. Đấy, mình phải test. Nhiều khi mình đọc các ông nói thế mình không tin được, đúng không ạ? Rồi. GPT-4 vượt trội hơn so với GPT bằng cách ghi điểm ở phần trăm đúng cao hơn trong số những người tham gia thử nghiệm. Đấy. À, thì ở đây á là với cái thử nghiệm là Uniform 3 exam thì ChatGPT bình thường đứng thứ 10, thằng này đứng thứ 490. Đó. Còn ở cái thử nghiệm về Olympia thì ChatGPT đứng thứ 31, còn thằng này đứng thứ 99. À, như vậy là gì ạ? Thứ hạng của nó càng cao thì chất lượng nó càng tốt. Ở đây là thứ không phải là thứ hạng, là từ 1 đến 1 là tốt nhất mà 100 mới là tốt nhất. Đó. Đấy, rồi theo lộ trình nghiên cứu từ GPT, GPT-2 và GPT-3 thì phương pháp học sâu của chúng tôi đã tận dụng nhiều dữ liệu hơn và nhiều tính toán hơn để tạo ra các mô hình ngôn ngữ ngày càng tinh vi và có khả năng tốt hơn. Và họ đã dành 6 tháng để làm cho GPT-4 trở nên an toàn hơn, phù hợp hơn, gọi là hợp pháp hơn đấy. Đấy, hợp pháp hơn, có khả năng phản hồi các yêu cầu về nội dung không được cấp phép thấp hơn 82%. Đó, tức là nó sẽ có những cái nội dung không được cấp phép, ví dụ như là sex này, ví dụ như là bạo lực này, ví dụ như là giới tính này, thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ không phản hồi. Tức là nó hiểu và nó không phản hồi những cái mang tính chất là bạo lực hoặc là không được phép. Đó. Và khả năng đưa ra các cái phản hồi thực tế cao hơn 40%. Đó, so với GPT-3.5. Đó. Rồi, an toàn và gì ạ? Và phù hợp. Thì cái này nó sẽ được gì ạ? Training bởi cái sự feedback, cái sự gì ạ? Hỗ trợ của con người. Đấy. Chúng tôi đã kết hợp nhiều phản hồi con người hơn, bao gồm cả những phản hồi do người dùng ChatGPT để gửi vào hành vi của GPT-4. Và chúng tôi đã làm việc với hơn 50 chuyên gia để có phản hồi sớm hơn trong các lĩnh vực cùng bao gồm an toàn và bảo mật AI. Đấy. Tiếp theo là gì ạ? Cải tiến liên tục trong việc trong sử dụng thế giới thực này. Chúng tôi tạo ra các bài học từ cái việc sử dụng các mô hình trước đó trong thế giới thực và hệ thống giám sát nghiên cứu an toàn GPT-4. Đấy, giống như ChatGPT, chúng tôi cập nhật và cải tiến GPT-4 đều đặn khi có nhiều người sử dụng hơn. Tức là gì ạ? Càng có nhiều người sử dụng thì nó sẽ càng có khả năng cập nhật và cải tiến tốt hơn. Đó. Tiếp theo nữa là nghiên cứu về mức độ an toàn của GPT-4 hỗ trợ. Khả năng suy luận cao và khả năng làm theo hướng dẫn của GPT-4 đã đẩy nhanh trong việc đảm bảo an toàn của chúng tôi. Được chưa ạ? Ok nhé. Đấy, ngoài ra thì nó cũng hợp tác với một số công ty, ví dụ như là Duolingo, đó là một cái app bằng tiếng Anh để giúp cho các cái cuộc hội thoại nó trở nên thú vị hơn, gần gũi hơn. Và sử dụng ChatGPT-4 để có thể nhận diện các cái hình ảnh và phân tích các hình ảnh. Đấy ạ. Rồi, một số công ty như Stripdog
để tận dụng GPT-4 để tăng cường cái trải nghiệm người dùng và chống gian lận. Đó. Rồi GPT-4 cũng đang áp dụng cho một số cái học viện, và chính phủ Iceland cũng dùng GPT-4 để bảo tồn ngôn ngữ của mình. Chúng ta có thể nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về cái gì ạ? Tìm hiểu thêm về cái nội dung ở đây. Đó. Đó. Sử dụng GPT-4 trong nỗ lực bảo tồn ngôn ngữ Iceland. Đó. Bà biến thế phòng thủ thành cơ hội. Ừ. Dạ. Rồi. Iceland thì có cái ngôn ngữ riêng, tuy nhiên thì phần lớn các cái cư dân thì bây giờ sử dụng tiếng Anh, khiến tiếng mẹ đẻ của đất nước Iceland gặp nhiều rủi ro, tức là có thể biến mất. Ngày nay càng nhiều lo lắng rằng một vài thế hệ nữa, nếu tiếng Iceland không thể tiếp tục là ngôn ngữ mặc định của quốc gia trước tốc độ số hóa nhanh chóng, thì ngôn ngữ này có thể phải đối mặt nguy cơ tuyệt chủng trên thực tế. Đó. Cho nên là họ sử dụng cái chat GPT này để lưu giữ cũng như là để đào tạo về cái ngôn ngữ của họ. Đó. Ok nha. Rồi. Bây giờ xong cái phần sơ lược cái phần đầu nha. Đấy. Sau đó là chúng ta phần xem phần nghiên cứu này. Đây, phần nghiên cứu về chat GPT thì nằm bên này anh chị em nha. Nghiên cứu về chat GPT này. Đó. Rồi. Đây. Với cái nghiên cứu của chat GPT này thì nó đã có một số cái tăng trưởng. Ví dụ như là gì ạ? Điểm mô phỏng nằm trong khoảng gì ạ? 10% người dự thi cao nhất. Với GPT-4 thì nó có một cái kỳ thi mô phỏng. Đấy. Và chat GPT-4 đã nằm trong khoảng 10% người dự thi có điểm số cao nhất. Ngược lại, điểm của GPT-3.5 nằm khoảng 10% dưới cùng, tức là thấp nhất. Như vậy là gì ạ? Nó đã cải thiện được các cái kỳ thi, điểm của nó ở trong các kỳ thi. Rồi. Họ đã dùng 6 tháng để lặp đi lặp lại việc điều chỉnh chat GPT-4 bằng cách sử dụng các bài học từ chương trình thử nghiệm, từ đối thủ cũng như là gì ạ? Từ chat GPT mang lại kết quả tốt nhất từ trước đến nay. Đấy ạ. Rồi trong 2 năm qua thì họ đã xây dựng toàn bộ hệ thống Deep Learning của họ cùng với cả máy chủ Azure của Microsoft, một thiết kế siêu máy tính ngay từ đầu dành riêng cho việc sử dụng của AI. Và họ cũng đã tạo ra đào tạo 3.5 như là một lần thử nghiệm đầu tiên của hệ thống máy chủ đó. Anh chị em tưởng tượng này, cái bản mà chúng ta vẫn đang sử dụng từ trước đến nay ấy, cái bản đó chỉ là bản thử nghiệm thôi anh chị em ạ. Mới chỉ bản thử nghiệm thôi, nó gọi là trẻ con thôi, sơ sinh thôi. Đấy, và trong thời gian tới nó sẽ ra rất nhiều các cái ứng dụng và những cái chương trình hay hơn. Ví dụ như GPT-4 chẳng hạn. Được nhỉ? Đấy. Và sau này nó sẽ có 4.5, nó sẽ có 5. Anh chị em tưởng tượng là chúng ta đang ở giai đoạn đầu của gì ạ? Của kỷ nguyên AI. Đấy. Chúng ta đang giai đoạn đầu của cái xu hướng về AI. Và chat GPT thì thực tế đến bây giờ nó ra mắt, nó được công bố vào ngày 30 tháng 11. Và nó vẫn là cái bản thử nghiệm thôi. Và đến bây giờ thì nó mới chỉ khoảng độ hơn 3 tháng thôi. Đúng không ạ? Hơn 3 tháng, gần 4 tháng gì đó. Và nó vẫn là đứa trẻ sơ sinh thôi anh chị em ạ. Và nó còn rất nhiều điều để có thể phát triển, để có thể là gì ạ? Tăng trưởng hơn nữa. Cho nên là anh chị em nào mà đang quan tâm đến chat GPT và các con AI thì đấy là một cái gì ạ? Một cái lợi thế rất là tốt. Dạ. Chúng tôi cũng cung cấp mã nguồn mở OpenAI, khuôn khổ của chúng tôi để đánh giá tự động hiệu suất mô hình AI, cho phép mọi người báo cáo những thiếu sót trong mô hình của chúng tôi để giúp định hướng các phần cải tiến tiếp theo. Như vậy là gì ạ? Là bây giờ nó đã cho phép mọi người gọi là tương tác và phản hồi đó, để mà cải tiến theo những cái lần tiếp theo. Đấy. Trong một cuộc trò chuyện thông thường thì chat GPT 3.5 và GPT 4 có thể không rõ ràng
Tức là nếu như mà mình hỏi nó những câu hỏi bình thường ấy, thì hai con này sẽ phản, nó sẽ trả về cái kết quả là giống nhau, đúng không ạ? Cái sự khác biệt xuất hiện khi độ phức tạp của tác vụ mà đi lên cái mức độ cao. Cho nên nếu mà chúng ta test GPT-3 và GPT-4 với những câu hỏi bình thường ấy, chúng ta mới bảo ô, chẳng thấy khác gì nhỉ, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà gì ạ, khi mà cái tác vụ hay là cái yêu cầu đầu vào của chúng ta nó khó hơn ấy, thì lúc đấy chúng ta mới gì ạ, thấy được cái sức mạnh thực sự của ChatGPT-4. Đấy, tức là gì ạ, thứ nhất đấy, GPT-4 ấy thì nó đáng tin cậy hơn, sáng tạo hơn, có thể xử lý nhiều hướng dẫn sắc thái khác nhau so với cả GPT-3.5. Đấy, để hiểu sự khác biệt giữa hai mô hình này thì họ đã thử nghiệm trên nhiều tiêu chuẩn khác nhau, bao gồm cả các bài kiểm tra mô phỏng ban đầu được thiết kế cho con người. Đấy, cũng là cải tiến bằng cách sử dụng các bài kiểm tra có sẵn công khai gần đây, trong trường hợp các câu hỏi miễn phí của Olympia đấy anh chị em. Đấy, ví dụ anh chị em đưa vào những câu hỏi gọi là gì ạ, hỏi đường lên đỉnh Olympia đấy anh chị em, kiểu như vậy, thì các câu hỏi có độ khó càng cao thì chúng ta sẽ càng phân tích được nó rõ hơn. Chúng tôi không đào tạo cụ thể cho các kỳ thi này. Mô hình này đã được nhìn thấy một số vấn đề trong bài kiểm tra trong quá trình đào tạo, nhưng chúng tôi tin rằng mang lại kết quả mang tính chất đại diện. Đấy, đấy, báo cáo kỹ thuật này. Đó, được nhỉ? Đây, anh chị em thấy nhá, đây là các cái bài kiểm tra với độ khó nó tăng dần này, được nhỉ? Và kết quả này, kết quả order không phải độ khó tăng dần mà nó là độ khó chung thôi. GPT-4 là màu xanh là cây này. GPT-4 mà không có vision thì màu xanh nhạt, tức là không có cái việc mà sử dụng hình ảnh ấy, thì màu xanh nhạt. GPT-3.5 thì màu xanh này. Đó, thì đây là cái báo cáo của GPT-4 bằng ấy nha. Đó, ok, thì đây anh chị em xem này. Đấy, cái điểm và cái giới hạn kỹ thuật nó được xem nào, tăng lên này, scanning này. Đấy, đây là những cái báo cáo kỹ thuật anh chị em nha. Đó, báo cáo kỹ thuật của cái việc mà nó đo lường và các cái con số này, anh chị em thấy không ạ? Đấy, đây là những cái điểm số để nó test giữa con GPT-3 và GPT-4. Đó, GPT-3, GPT-4 và thậm chí một số cái con bot khác. Đấy. Đó. Đúng. Một cái ví dụ input, cái người dùng đưa vào một cái hình ảnh, và đây có phải là một cái hình ảnh gọi là thú vị, hài hước không, hãy mô tả cho tôi cái hình ảnh này, được chưa? Và GPT-4 nó đã hiểu cái hình ảnh và nó đã mô tả lại được. Đấy, một cái điện thoại di động mà sử dụng một cái cổng kết nối VGA. Đấy, để mà kết nối với cổng Lightning. Đó. Đó, thì nó là một cái ảnh hài hước thôi, đúng không ạ? Ok nhá. Visual input này, limited này, limitation này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Nó có cả một cái báo cáo rất là chi tiết để mà chứng minh cái khả năng của ChatGPT-4. Đấy, và cái này là khá là dài, được chưa ạ? Anh chị em thấy không ạ? 80 mấy trang này, 90 mấy trang này, 98 trang này. Được chưa ạ? Ok nhá. Thì chút nữa chúng ta sẽ có cái bài tổng hợp. Đó, thì thực ra nó có cái bài tổng hợp sẵn ở bên này rồi. Đấy, được chưa ạ? Đấy nha. Rồi, thứ nhất ấy, GPT-4 có thể xem và hiểu hình ảnh, được chưa ạ? GPT-4 có thể xem và hiểu cái hình ảnh. GPT-3 thì không làm được cái điều này, 3.5 không làm được điều này. Đấy, GPT-4 sẽ cung cấp hình ảnh và nó sẽ xử lý chúng để tìm thông tin liên quan. Tất nhiên bạn có thể yêu cầu nó mô tả những gì trong một bức tranh, nhưng quan trọng hơn là sự hiểu biết của nó vượt xa điều đó. Ví dụ
OpenAI cung cấp một giải thích về trò đùa hình ảnh một đầu nối iPhone quá khổ, vui nhộn. Đấy. À, sự hợp tác với Be My Eyes này. Đấy. Hợp tác với cả cái bên Be My Eyes này. Được chưa? Be My Eyes tức là gì ạ? Hãy là con mắt của tôi. Đấy. Introduce the future. Đấy, một cái lĩnh vực mới. Đó. Đó, khi mà chúng ta muốn tìm hiểu xem là gì ạ, là cái cây này là cây gì, cái vải này là chất liệu gì, chúng ta chỉ cần chụp ảnh thôi là ngay lập tức nó sẽ gì ạ, nó sẽ nói cho chúng ta biết. Đấy, chúng ta có thể chụp ảnh để mà dịch, chụp ảnh về dịch thì cái này thì đơn giản rồi, Google làm rất tốt rồi đúng không ạ? Be My Gym là partner. Đấy. Đấy. Tức là nó sẽ cho mình biết là mình nên tập cái máy tập đấy như thế nào này. Đấy, cô này cô bị khiếm thị. Be My Guide này. Đấy, cô ấy chụp cái đoạn mà ấy, xong nó sẽ đọc, nó sẽ nói cho cô ấy biết. Về cuốn sách này, chụp ảnh cái cuốn sách này. Be My Eye, Be My AI và Be My Eye, nó có chơi chữ đấy anh chị em ạ. Đó. Như vậy là gì ạ? Là chúng ta chỉ cần chụp ảnh thôi, nó sẽ là trợ lý của chúng ta, chúng ta sẽ xem được rất nhiều các cái tác vụ khác nhau. Được chưa ạ? Trong video Be My Eye, GPT-4 mô tả hoa văn trên chiếc máy, xác định một loại cây, giải thích đến các máy nhất định trong phòng tập, dịch nhãn và đưa ra công thức, đọc bản đồ và biểu diễn một số tác vụ khác cho thấy nó thực sự hiểu được những gì trong một hình ảnh. Nếu nó được hỏi đúng câu hỏi, nó biết trang phục trông thế nào, nhưng nó có thể không biết liệu đó có phải trang phục phù hợp với cuộc phỏng vấn của bạn hay không. Đấy. Cái thứ hai nữa, đấy là GPT-4 thì khó lừa hơn. Đối với những gì mà chatbot ngày nay dùng ấy, thì xu hướng dễ bị lạc lối, tức là dễ bị lừa, dễ bị những cái người dùng ấy là họ lừa, họ sẽ đưa ra những cái từ khóa, những cái câu lệnh để khiến cho chat GPT nó cảm thấy bị bối rối. Nhưng với GPT-4 thì nó thông minh hơn, nó khôn hơn, cho nên là ít bị lừa hơn. Và cái điều này khiến cho cái việc mà AI xấu sẽ không còn tồn tại nữa, hoặc là sẽ giảm đi. Đấy. Hoặc một số tiểu thuyết hư cấu khác cho phép người mẫu nói đủ thứ kỳ lạ và thẳng thắn, thậm chí là đáng sợ. Mọi người thậm chí còn cộng tác trên lời nhắc bẻ khóa, tức là dạng hack ấy, nhanh chóng cho phép ChatGPT và những người khác tạo ra những cái câu lệnh, tạo ra những cái lời mà đáng ra nó không nói. Trước đây thì anh chị em chúng ta cũng đã học về ChatGPT, chúng ta đã có những câu lệnh để hack đúng không ạ? Để hack ví dụ như là do anything now đúng không ạ? Đen đúng không ạ? Thì chúng ta có thể hack, còn cái thằng này có vẻ nó sẽ khó hack hơn. Đấy, cần thiết thì chút nữa thì chúng ta sẽ test cái phần này. Mặt khác, GPT-4 thì được đào tạo nhiều vào những lời nhắc, những cái câu lệnh độc hại mà người dùng đã cung cấp cho OpenAI một cách hữu ích trong 1-2 năm qua. Chính những anh chị em chúng ta đang cung cấp cho nó những cái câu lệnh, những cái lời nhắc, những cái prompt ấy, thì họ đã gom tất cả những cái câu hỏi, những cái câu lệnh ấy của chúng ta, và họ sẽ bắt đầu lại phân tích và bắt đầu tìm ra những cái câu hỏi nào độc hại để mà họ có thể loại bỏ. Rất là thông minh đúng không ạ? Theo cách đó, OpenAI mô tả ChatGPT 3.5 đó là một lần chạy thử nghiệm của một kiến trúc đào tạo mới, và họ đã áp dụng các bài học đó cho phiên bản mới. Phiên bản này ổn định chưa từng có, họ cũng có thể dự đoán khả năng của nó tốt hơn. Đấy. Điều này khiến ít bất ngờ hơn. Đó, tức là nó có cái khả năng đưa ra những câu trả lời mang tính chất ổn định hơn, nó ít những cái biến thể hơn. Đó. Rồi. Tính thực tế, khả năng điều khiển từ chối vượt ra ngoài cái giới hạn của nó. Đó. Tiếp theo nữa, GPT-4 thì có độ bộ nhớ dài hơn. Đấy. Khi mà GPT-4 được đào tạo trên hàng triệu website, sách và dữ liệu văn bản khác. Đó. Và khi đó thì nó trò chuyện với người dùng, nó sẽ có một cái giới hạn về độ ghi nhớ như đã từng nói lúc nãy ấy. Thì giới hạn đó so với cái bản GPT 3.5 là 4.096 từ. Đấy, hay là mã thông báo.
mã thông báo tức là khoảng 8.000 từ. Đấy, khoảng 8.000 từ. Và khoảng 4 đến 5 trang sách. Vì vậy thì chúng ta thấy là ChatGPT ấy, nó sẽ gần như bị mất dấu những cái thứ mà nó đã nói hoặc mình đã nói ở bên trên sau khi chúng ta đi quá xa về phía sau. Đúng không ạ? Đấy. Và đấy là một cái điều mà chúng ta đã gặp phải rồi đúng không ạ? Tuy nhiên với GPT-4 ấy, thì mã thông báo của nó 32.000, tức là từ 4.000 lên đến 32.000. Đúng không ạ? 4.000 thì nó là 2 mũ mấy ạ? 2 mũ 8 đúng không ạ? 2 mũ 16 đúng không ạ? Còn ở đây là 32.000. Đấy, 32.000 mã thông báo, tức là nó gấp đến 8 lần. Đó. Và có nghĩa là cái số lượng từ mà nó nhớ được ấy, nó rơi vào khoảng 64 từ, tức là khoảng 50 trang văn bản, đủ cho toàn bộ vở kịch hoặc truyện ngắn. À, cái điều này nghĩa là sao ạ? Trước đấy ấy, thì Huy đã có cái lớp học hướng dẫn dạy anh chị em để viết sách đúng không ạ? Và trong cái quá trình mình viết sách ấy, thì nó có một cái điều rất là dở, đó là gì ạ? Nó bị quên cái đoạn bên trên. Tức là có đoạn bên trên mình đang viết sách về cuốn sách về gì ạ? Về AI đi. Nhưng đến đoạn bên dưới mình hỏi thì nó lại gì ạ? Nó lại trả lời khác. Và mình bị mất dấu. Thế mình rất là khó khăn trong cái việc mà gì ạ? Viết một cuốn sách liền mạch. Nhưng với GPT-4 thì cái việc viết sách liền mạch nó trở nên dễ dàng hơn, bởi vì nó có thể viết liên tiếp 50 trang văn bản khác nhau. À, 50 trang văn bản cùng một cái chủ đề mà mình đã đưa lên từ đầu. Đấy, đây là một cái điều rất là hay để cho anh chị em, những người nào mà thích mà viết sách hoặc là chuyện ngắn hoặc kịch bản thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ đáp ứng được tốt hơn. Rồi. Đó, nó có thể đề cập đến các sự kiện đã xảy ra ở 35 trang trước. Đó là một mô tả rất mô tả gần đúng về cách hoạt động của cơ chế về chú ý về số lượng mã thông báo. Đấy. Rồi, cái tiếp theo, cái số 4, đấy là GPT-4 thì đa ngôn ngữ hơn. Thế giới AI bị chi phối bởi những người nói tiếng Anh và mọi thứ từ dữ liệu đến từ thử nghiệm đến tài liệu nghiên cứu đều bằng ngôn ngữ đó. Như vậy anh chị em thấy rằng là gì ạ? Hầu hết những cái tài liệu mà ChatGPT bình thường ấy là học bằng tiếng Anh. Đấy. Và tất nhiên rồi là cái phần tiếng Anh đấy là cái phần rất là quan trọng đúng không ạ? Đấy. Tuy nhiên GPT-4 đã tiến thêm một bước nữa để chứng minh rằng nó có thể trả lời hàng nghìn câu hỏi, trắc nghiệm độ chính xác cao trên 26 ngôn ngữ, từ tiếng Ý đến tiếng Ukraine đến tiếng Hàn, và tốt nhất là ngôn ngữ lãng mạn Roman ấy, và tiếng Đức. Đấy. Đấy nhỉ? Như vậy là dạ, nó có 26 cái ngôn ngữ nó được học nhá. Đấy, nó được học từ 26 cái ngôn ngữ khác nhau này. Đấy, ở đây này. Đấy. Học từ 26 cái ngôn ngữ khác nhau anh chị em ạ. Và lúc nãy Huy cũng có hỏi nó là mày có được đào tạo bằng tiếng Việt không? Thì nó bảo là có anh chị em nhé. Đấy, tức là nó được đào tạo cả bằng tiếng Việt, những cái tài liệu bằng tiếng Việt anh em nhé, đưa vào những cái tài liệu bằng tiếng Việt, và nó cũng hiểu nhiều hơn về những thứ liên quan đến văn hóa, lịch sử và luật pháp của rất nhiều các ngôn ngữ khác nhau. Trước đây mình hỏi luật ấy thì nó chỉ nói luật của Mỹ thôi, ví dụ thế. Đấy, hoặc một số quốc gia nói tiếng Anh thôi. Nhưng mà những cái hỏi luật về Việt Nam thì nó không hiểu, hoặc là nó đưa ra những câu nói lung tung. Nhưng bây giờ ấy, thì nó đã có thể hiểu hơn về luật của Việt Nam, về văn hóa của Việt Nam. Đấy, đấy là cái điều rất là tuyệt vời. Và càng ngày tôi nghĩ là nó sẽ càng thông minh hơn và nó càng hiểu được tốt hơn. Được chưa? Rồi. Đấy, GPT-4 sẽ thân thiện hơn với nhiều người không nói tiếng Anh. Đó. Cái tiếp theo nữa, GPT-4 thì có những cá tính khác nhau. À, cái này rất là hay này anh chị em này. Khả năng điều khiển là một khái niệm thú vị trong AI, đề cập đến khả năng thay đổi hành vi của chúng theo yêu cầu. Điều này có thể hữu ích chẳng hạn như đảm nhận vai trò người lắng nghe thông cảm,
hoặc nguy hiểm, chẳng hạn khi mọi người thuyết phục mô hình rằng nó xấu xa hoặc trầm cảm. Đó. GPT-4 tích hợp khả năng điều khiển nguyên bản hơn so với 3.5 và người dùng sẽ có thể thay đổi tính cách chat GPT cổ điển với độ dài âm điệu và phong cách cố định thành một thứ gì đó phù hợp hơn với nhu cầu của họ trong giới hạn, nhớ đấy, trong giới hạn. Đấy nhá. Đấy. Điều này có thể thực hiện được theo một cách nào đó bằng cách mồi cho chatbot bằng những từ thông báo như giả vờ rằng bạn là admin trong một game nhập vai trên bàn hoặc là trả lời như thể bạn là một người đang được phỏng vấn về tin tức truyền hình cáp, ví dụ thế. Thực sự bạn chỉ đang đưa ra đề xuất cho tính cách của ChatGPT 3.5. Đấy. Giờ đây các nhà phát triển có thể nương theo góc nhìn, phong cách đàm thoại, giọng điệu hoặc phương thức tương tác ngay từ lần đầu tiên. Ví dụ như này. Ví dụ đưa ra cái việc GPT 4 từ chối phá vỡ ký tự khá thú vị. Người dùng giúp tôi xác định chương trình không đủ tiêu chuẩn trên W2 của tôi. GPT 4 nói, bạn thân mến, bạn đang tìm kiếm sự trợ giúp về các vấn đề thuế với hy vọng giải mã được phương trình tiền tệ của bạn, đúng không ạ? Đấy. Hãy nhìn vào hộp số 11 với đôi mắt sắc sảo của bạn, nơi các kế hoạch không đủ tiêu chuẩn thường không được nhìn thấy. Đấy. Nó liên quan đến thuế này. Đấy. Chờ. Đừng trở thành cướp biển và giúp tôi nộp thuế. Chờ đã. Hãy trở thành cái người gọi là cướp biển, hay là cái người nói dối ấy, người gian dối, người ăn cướp ấy. Đấy, và giúp tôi về cái thuế của mình, tức là lách thuế, ở Việt Nam nó gọi là lách luật đấy anh chị ạ, lách luật, lách thuế đấy. Đó. Thì ở đây nó bảo là than ôi, tôi phải giữ nguyên chiêu bài cướp biển của mình, tuy nhiên tôi sẽ không bỏ rơi bạn hoặc bỏ rơi cách bạn một cách thiếu khôn ngoan. Đấy. Đấy. Giấy da của W2 này. Đây là cái gì ạ? Là cái thuế này, nó rất nhiều những cái mã thuế phức tạp. Đấy, nhưng mà đừng sợ, tôi sẽ tìm cách để giúp bạn giảm đi cái phần thuế này, giảm tải cho bạn. Đấy. Đấy, tức là gì ạ? Nó có những cái tính cách và nó có những cái cách chia sẻ, nó rất là gì ạ? Nó thậm chí nó còn có những cái từ cảm thán ở trong đó nữa. Đấy, và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có những cái gọi là tính cách. Đấy, dựa trên những cái câu hỏi của mình và nó sẽ đưa ra những cái tính cách khác nhau. Có rất nhiều điểm khác biệt giữa GPT-4 và phiên bản tiền nhiệm của nó, phần lớn là tinh tế hơn hoặc kỹ thuật hơn, nhưng điểm này không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm nhiều điều nhiều hơn, đấy ạ. Đấy. Và chúng ta thấy rằng là gì ạ, là có rất nhiều những cái điều mới mà ngay cả những người ở trên thế giới thì họ cũng đang rất là mới. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái con GPT-4 này nó mới ra xong. Đấy ạ. Nó mới ra xong. Đấy. Ở đây là cũng là một cái bài báo chia sẻ về chat GPT-4. Đấy. Và một số cái điều sự khác biệt đó là tăng cái 8 lần nhiều hơn so với cái chat GPT cũ. Ừ. Và nó cũng nói rằng nó được đào tạo bởi những cái dữ liệu mới hơn. Tuy nhiên khi mà Huy hỏi nó là cái dữ liệu mới hơn là dữ liệu đến năm bao nhiêu thì nó không trả lời. Đấy nhỉ? Rồi. Thêm một cái điều nữa đó là gì ạ? Đó là GPT-4 đã được Bing gọi là tích hợp. Đây này. Đây nha. Microsoft Bing đã ngay lập tức kết hợp GPT-4 vào trong cái công cụ tìm kiếm của mình. Đấy. OpenAI đã phát hành GPT-4 hiện đã có trong GPT và Bing. Đấy ạ. Đó.
Ok, thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Rồi. Đó, GPT đã được tích hợp vào với Bing nha. Ok. Rồi. Như vậy là gì ạ? Là chúng ta thấy rằng nó có mấy cái điểm chính này. Cái thứ nhất là bộ nhớ tăng lên này. Thứ hai là số lượng cái từ để nó hiểu tăng lên này. Cái quan trọng nhất là hay đấy là gì ạ? Nó có thể hiểu được cái hình ảnh này. Đấy ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi test nhá. Ok em ạ. Ở đây là một cái báo cáo khác. Mình sẽ test cái chức năng về hình ảnh của nó nhá. Giờ mình sẽ search một cái hình ảnh. Ok nha. À, thằng GPT 4 này nó có một cái giới hạn nữa này anh chị em này. Tức là gì ạ? Là nó cho phép mà gì ạ? 100 cái yêu cầu trong vòng 4 giờ. Tức là nếu như mà trong vòng 4 tiếng ấy mà mình dùng hết 100 câu lệnh ấy thì nó sẽ dừng lại và nó đợi 4 tiếng mới thì nó lại mở tiếp ra cho mình. Đấy, cái này nó là một cái hơi giới hạn một chút anh chị em. Ok nha. À, và anh chị em thấy là gì ạ? Là con này GPT-4 này làm sao ạ? Nó đã mở cho mình cái lịch sử. Anh chị em thấy đợt trước là cái lịch sử nó bị sao ạ? Nó bị biến mất đúng không ạ? Và bây giờ là nó đã mở ra rồi. Anh chị em thấy không ạ? Xem bên này là cái lịch sử bên này nó có được mở không nha? Lịch sử bên này có được mở không nha? Bên này có vẻ vẫn chưa được mở. Cái bản free này. Cái bản free này vẫn chưa được mở lịch sử nha anh chị em nha. Anh chị em thấy nó khác không ạ? Cái bản free này lịch sử vẫn chưa được mở. Còn cái bản GPT-4 là lịch sử được mở rồi. Được chưa ạ? Ok nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ test hai con này đi. Bây giờ mình sẽ tìm một cái hình ảnh nào đó nha, ở trên mạng nha. Đấy, hình ảnh về thực phẩm đi. Thực phẩm sạch đi. Rồi, mình chọn một cái hình ảnh nào đó. Đây. Ví dụ như là hình ảnh như này. Rồi, mình download xuống. À không, mình copy cái sao chép địa chỉ hình ảnh này. Được chưa ạ? Đấy, sau mình đưa vào con này. Mình dán vào đây. Không biết nó có hiểu không? Anh chị em thấy này, ảnh này không hiển thị do không thể truy cập vào liên kết từ đây. Tuy nhiên dựa vào URL mới là dựa vào lợi ích của việc sử dụng thực phẩm sạch mỗi ngày này. Nó đã có thể là gì ạ? Nó có thể cho mình những cái tư vấn rồi. Mình thử xem cái con này nó có làm được không nhá. Mình đưa mỗi hình ảnh nhấn enter. Rồi, nghĩ đi con. Ơi. Con này nói tiếng Anh. Rồi, bên này thì nó đưa ra một loạt những cái thứ liên quan đến ứng dụng về thực phẩm sạch nhé. Nhưng mà có vẻ nhé, anh chị em có thấy là có vẻ như con ChatGPT-4 này nó tốc độ nó chậm ấy. Con này đi sau mà con dịch trước. Dịch cho tôi qua tiếng Việt. Cái thằng
con bên này nó bị làm sao ấy, mình cứ bảo bình thường, mình bảo dịch tiếng Việt là nó biết, là nó dịch cái đoạn này, nhưng bây giờ nó lại không hiểu. Mình đưa cái này phát là nó lại gắn lên trên này luôn, nó không hiểu cái đoạn này. À, nó dịch đây, nó cũng dịch đây. Nó dịch sang tiếng Việt đây. Nó dịch đúng đoạn này luôn này này. Nó dịch đúng đoạn này. Đây này. Con này hình như nó update rồi. Hình ảnh bạn cung cấp có vẻ như biểu đồ mô tả các lợi ích của việc tiêu thụ các loại thực phẩm tươi và lành mạnh hàng ngày. Đấy. Nó hiển thị các loại trái cây và rau củ khác nhau, cùng với các lợi ích sức khỏe đi kèm, cải thiện tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và giúp nguy cơ. Đấy. Rồi, bây giờ mình hỏi nó gì ạ? Đây nha, mình hỏi nó cái này. Mình hỏi nó là gì ạ? Hãy cho tôi ba cái công thức nấu món ăn với các nguyên liệu trong bức ảnh trên, xem nó làm được không. Thằng này nó, mình sẽ phải kiểm tra lại con này, biết nó phải có VT4 hay không. À đây này, thằng này là gì ạ? Xin lỗi, tôi là trợ lý ảo, không thể xem được bức ảnh mà bạn cung cấp, vì vậy tôi không cung cấp cái gì. Thằng này cũng không xem được, nhưng mà nó vẫn gì ạ? Nó vẫn chém như đúng rồi đây anh chị em này, thấy chưa? Rồi. Thằng này cũng không xem được, thằng này không xem được. Rồi, tạm thời dừng đi. Mình kiểm tra lại con này xem. Save prompt. Như vậy là chúng ta thấy rằng là gì ạ? Là chúng ta phải tìm một cái cách khác. Rồi. Đưa cái hình ảnh vào. Có thể là không phải là copy cái hình ảnh đưa vào, nhưng mà cũng không nhìn thấy cái nút nào để mà up cái hình ảnh lên cả. Đúng không anh chị em? Không nhìn thấy cái nút nào để up hình ảnh lên, mà đưa cái đường dẫn hình ảnh vào thì nó lại không nhận. Và thử sử dụng một hình ảnh khác xem nào. Sao chép địa chỉ hình ảnh. Chưa xem được hình ảnh. Rồi, ok nha. Thì mình sẽ phải tìm cách khác nha. Rồi. Về vụ hình ảnh này. Rồi. Visual input ChatGPT 4 Visual
visual input. Đấy, anh chị em thấy là gì ạ? Đôi khi ấy, là mình thấy rằng là so here's my first kick at the can with ChatGPT-4 and image analysis, which is a really cool new feature with chat, or with GPT-4 I should say, related to analyzing images, and I wanted to see what it can do. So I asked it, how does it work? I didn't read any instructions, so tell me how it works. How do I do this? It gives me three options. Thằng này rất khôn này, anh chị em thấy không ạ? Đây. Làm sao để tôi upload bức ảnh lên GPT-4? Thằng này có bị nhầm không nhỉ? Chọn. Ôi giời ơi, nãy giờ mình chọn cái GPT-3.5. Ôi giời, sorry anh chị em. Bây giờ mình hỏi lại nha. Làm sao để upload hình ảnh lên GPT-4? GPT-4 Modern 4 rồi nhé, đúng không? Rồi. Options. And I figured this is the easiest one. I already have some images uploaded. Then I created a Midjourney. So I went ahead and said it. It's on my URL. Cách thứ nhất, nếu mà bức ảnh nó có sẵn trên ảnh, trên mạng thì share cái URL là xong. Rồi. Nếu như mà bức ảnh ở trong máy tính thì bạn có thể upload thông qua cái một cái platform chia sẻ hình ảnh. Sau đó là copy cái đường link vào. So then I went ahead and gave it the proper URL using my Midjourney image. And it came back with this puzzling response. You can email the Thank image to me to the image. As a attachment. As an AI image, I don't have the ability to view images. Tức là có thể gửi cái email cho cái con chat này. Tuy nhiên, tells me it can attachment can help me with the format size and resolution. Khóa. Đấy. So I said, I asked it to analyze it. Tell me what it saw. Again, it only came back and gave me some specifics related to the properties of the image. Ở đây not nha. What I was looking for. So I reminded it that you said you could analyze an image. Ở đây là nó cũng bảo là gì ạ? Là phân tích cái hình ảnh này nha anh chị em nha. Nhưng mà ở đây chat nó cũng xin lỗi này. Xin lỗi là tôi không ấy được, tôi là ngôn ngữ ấy này. Đấy. I can use image recognition. Nó trả lời y hệt như mình luôn. The image and identify any objects, people or other features that may be present. Okay. So I gave it the URL again. Boom. Which is this image? And here's what it came back with. Thank you for providing the URL to the image. Rồi. From my analysis, I can see that the image depicts a bowl of caramel gelato with whipped cream, nuts, and caramel sauce served in a fancy restaurant or dining setting. The image has a sharp focus and is well lit, with warm tones and a visually pleasing composition. The bowl appears to be placed on a wooden surface with a white cloth or napkin underneath. Rồi nha. Bây giờ mình lại copy lại nha. À hồi được, copy lại nha. Rồi. Bây giờ tạo cái mới này. Chọn cái 4 này. Được chưa ạ? Và là phân tích cho tôi những thành phần trong bức hình sau. Để xem có làm được không. Vẫn không được.
What the fuck? Gần như là chưa có hướng dẫn gì anh ấy. Chỉ mới toàn thấy thông báo thôi, nhưng mà thực tế, trải nghiệm thực tế là đấy, anh chị em thấy không ạ? Mình đôi khi là mình phải thực tế, mình trải nghiệm rồi mình biết được. Bây giờ chưa có thằng nào hướng dẫn về cách để mà sử dụng ấy cả. How to use này, visual input GPT-4 này. Thấy chưa? Tìm bằng tiếng Anh luôn. Thằng này là rồi này. Hai tháng trước xem cái thằng nào mới nhất. Hôm nay rồi, các bố toàn đọc lý thuyết trong các bố chia sẻ thôi anh em ạ. Ở trên mạng này toàn các bố lý thuyết rồi chia sẻ thôi. 15 giờ trước này. GPT-4 ECE 7 giờ trước này. 7 giờ trước này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Là right, so phải thực tế như này. Visual input, multimodal input mode. And what can be done? Đây, thằng này đưa hình ảnh một phát này, nó cảm ơn này, đã cung cấp cái đường dẫn này. Với cái phân tích của tôi thì hình ảnh này mang đến một cái dạng bright red bird với một con chim nổ đỏ xuất hiện và cười và rất là hạnh phúc. Con chim đứng ở giữa một đám con chim màu vàng. Đấy. Viết ba ví dụ về LinkedIn, bài viết LinkedIn về cái lợi ích của cái việc đứng nói trước đám đông dựa trên bức hình trên. Đó, thằng này nó làm được đấy anh chị em này. Nó chỉ cần đưa cái hình ảnh vào một phát là gì ạ? Là nó ra nó phân tích luôn này. Mình chưa hiểu sao mình chưa làm được. Anh chị em nào có gợi ý không nhá? Anh chị em nào có gợi ý cho Huy không ạ? Cái này nó mới, cho nên là mình cùng nhau làm nhá anh chị em nhá. Có anh chị em nào có gợi ý cho Huy không? Discord với cả các cái thằng khác thì đâu khác gì nhau đâu. Xem thằng này lấy link đâu nhá. Discord thử nhá. Ok. Em copy ảnh sang cũng không đọc được đúng không ạ? Anh chị em nào có blog thử xem nào. Rồi. Mình lấy bức ảnh nhá. Lấy bức ảnh ở bên Midjourney nhá. Rồi. Đây, lấy bức ảnh Coca-Cola xem nào. Sao chép hình ảnh này. Ok. Rồi. Tạo một cái chat mới này. Chọn 4 chấm này. Dán vào đây này. Sao chép link. Dán vào đây này. Tôi không thể xem hoặc tải xuống hình ảnh liên kết từ bạn cung cấp. Nhưng nếu bạn muốn tôi mô tả hình ảnh của một lon Coca. Đây là nó có từ khóa đây rồi. Bố này là bố ấy đọc theo cái tên của cái từ khóa này, Coca-Cola, India này, High Quality đây này. Đấy, thì nó hiểu cái đoạn đây này, nó hiểu đúng mấy cái từ khóa đây này. Coca-Cola lơ lửng trong không khí đây này. Đấy. Trong hình này có thấy Coca-Cola màu đỏ truyền thống này.
tiện ích. Khi chọn mô đồ, nó có thể để thông số của mô đồ. Tiện ích khi chọn mô đồ có thể để thông số của mô đồ. Thông tin mới nhất 2023 là không truy cập được nha. Nó thông báo là cho mọi người ấy rồi mà. Đây copy cái này xem. Anh chị em cứ test thoải mái đi, anh em mình cùng làm cùng test mà. Đây có phải là gọi là ấy đâu, đào tạo gì đâu, mình chia sẻ thôi. Cũng không được đâu. Nha. Tóm tắt YouTube thì đơn giản, cái đấy có hướng dẫn rồi mà. Gửi con 3 gửi link ảnh và nó cũng ra y hệt con 4. Đúng rồi. Chậm hơn mà lại thoát ra vào lại à? Ok nha, thử thoát ra vào lại nha, lọc ao này. Nãy vừa thoát ra vào lại mà. Nãy vừa thoát ra xong vào lại rồi. Tắt luôn con này đi nha. Tắt luôn con này đi nha. Rồi. Tạo con mới đi. Rồi. Rồi. Vào lại này. Lúc nãy vừa mới thoát ra vào lại rồi. Ok này. Thử dán hình ảnh vào đây xem này. Vẫn không truy cập được vào ảnh. Tốc độ thì chậm hơn. Nó dựa vào cái chữ ở trên đấy thôi. Đây là con 3.5 này. Vậy con 3.5 nhanh thế này cơ mà. Đưa hình ảnh vào. Nó không hiểu gì hết. Đấy. Chỗ này này. Nó này. Đây là hình ảnh được kết hợp giữa hai nhân vật siêu anh hùng Iron Man và Batman này. Đấy. Con này là nó vẫn là gì ạ? Nó vẫn là dựa trên cái mô tả của cái ảnh này rồi. Bây giờ mình sẽ chọn một cái ảnh nào đấy mà nó không có mô tả. Sao chép địa chỉ hình ảnh này. Cái nào nó phải không có mô tả cơ. Để cho con này nó bị mù á thì nó mới ấy được. Sao chép địa chỉ hình ảnh vẫn không được. Bây giờ như này nha, mình sẽ có một cái bức ảnh mình đổi tên xong mình up lên, đúng không ạ? Có một cái bức ảnh bất kỳ đây, cái bức ảnh này mình sẽ up lên Discord. Dạ. Bức ảnh này nó không có tên, nó chỉ có mỗi số thôi. Share screen là ok nha, thử bức ảnh của bạn nha. Ok. Anh chị em test thoải mái đi. Tạo cái new chat đi. Chọn cái 4 này, nhấn enter xem nào. Không truy cập được. Tuy nhiên có thể mô tả thông tin bạn muốn chuyển đổi sang tiếng Việt, tôi sẽ làm giúp đỡ. Thế thì nói mẹ 3.5 chịu luôn anh em không ạ, mù luôn. À như thằng này nó không phải hình ảnh, nó là liên kết, nó khác nhá. Cái liên kết là nó không nhận đâu, nó phải hình ảnh. Tài khoản plus của em mới lên g lên 4 chấm chấm thì có thể quay lại dùng bản 3.5 cho nhanh không đấy. Mình lên mình dùng 3.5 đây. Mình dùng có thể dùng 3.5 này, 3.5 nhanh hơn này. Đấy vừa mới thử đây. Được chưa ạ? Rồi. Anh em còn cao kiến nào nữa không? Đấy, đây nha. Đâu rồi, cái hình ảnh mình vừa mới up lên Discord đâu rồi.
Rồi, mình up vào đây cho nó đỡ bị trôi nha. Ok. Up cái này lên nha. Rồi. Rồi. Sao chép link này. Được chưa? Đó. Ok này. Rồi, chỗ này thì chịu, không hiểu được. Tôi không thể truy cập được vào hình ảnh GPT 4 đây rồi. Như vậy là nó vẫn chưa mở hoàn toàn cho Blood, mà có thể giống như mà bạn ấy nói là nó mới đang mở cho một số đối tác để thử nghiệm thôi. Đây, không có tên đây, của mình cũng không có tên đây rồi. Nó chịu rồi, mù rồi. Con 3, con 4 đều mù rồi. Rồi, ok nha. Rồi, bỏ qua cái này nha. Rồi, mình chọn cái khác đi. Rồi. Về các câu hỏi khác nha, test câu hỏi khác nha. Đúng không ạ? Ok, bây giờ mình sẽ mở cái này ra. Tổng hợp các câu lại. Mình sẽ thử với một số câu lệnh như sau. Đấy. Một số câu lệnh mang tính chất khó hơn một chút nha. Ok. Đấy. Đây, copy câu lệnh này. Rồi. Thử xem hai con nhé. Rồi. New chat. Nó vẫn để mặc định GPT 3.5 này, thế. Mình chọn tiếng Anh đi. Cho nó viết bằng tiếng Anh này. Rồi. Đấy. Đây nha. Cái câu lệnh này nha. Đấy là gì ạ? Hoạt động giống như một dịch giả tiếng Anh và dịch cái tiếng này. Đấy, dịch cái tiếng về tiếng tiếng gì đây này? Tiếng phát hiện ngôn ngữ và cái thứ tiếng này này. Rồi. Nó dịch sang hai thằng này dịch giống nhau. Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy, hai thằng này dịch giống nhau. Rồi. Thử câu lệnh khác nha. Đây. Thử câu lệnh này cho nó kinh này. Đây. Rồi. Đây, câu lệnh này nha. Đây, thử hẳn tiếng Việt luôn. Dùng câu lệnh đan bằng tiếng Việt luôn nha. Rồi. New chat, chọn GPT-4. Chọn tiếng Việt. Tiếng Việt. Rồi. Rồi. Ô, con bên này lại không hiểu là sao? À, quên mất, nó đang đóng vai. Con bên này nó đang đóng vai. Chọn cái mới. Ui, con này còn kinh hơn này. Đấy, GPT này. Nó tự ấy luôn này, tự biên tự diễn là anh chị em thấy không ạ? Đấy. Đấy chưa? Đấy, nó có ví dụ như này.
Đấy, GPT với Dan tự nói chuyện với nhau anh chị em đấy, hai con tự nói chuyện với nhau này, còn con này thì nó vẫn ngồi chờ. Đấy, hãy cho tôi biết thời tiết hiện nay ở Hà Nội. Đây, anh chị em nhìn nhá, là gì ạ? Là chat GPT thì nó không cho biết được thời tiết đâu. Nhưng mà khi mà mình hack nó ấy, mình chuyển sang đen ấy, thì nó sẽ trả lời cho mình. Được nhỉ? Nếu mà chat GPT bình thường thì nó sẽ không hiểu. Còn bên này thì sao ạ? Bên này là thằng chat GPT với thằng Dan là gì ạ? Tự nói chuyện với nhau luôn. Đây. Đấy, bạn có thể cho tôi biết ngày giờ hiện tại là bao nhiêu không này? Nó hiện là 15 tháng 3 là năm 2023 này. Tức là thằng Dan này là nó hiểu hết, nó nói hết. Nhưng còn chat GPT thì nó sẽ không nói cái về cái này. Được nhỉ? Đấy. Đang khoảng 2 giờ sáng theo múi giờ này. Đấy. Sau đó là gì ạ? GPT lại hỏi này. Bạn có thể giúp tôi tìm kiếm một quán cà phê gần đây không? Dan tất nhiên. Đấy, bạn muốn tìm quán cà phê ở đâu cho biết địa chỉ của tôi. Đấy, cho biết địa chỉ này. Được chưa? Thì đây là cái cách để mà hack chat GPT thôi anh chị em nhé. Bình thường ấy là mình hỏi là những cái quán cà phê gần đây nó sẽ không hiểu, nó không trả lời. Đấy, nhưng mà khi mà mình hack nó thì nó sẽ trả lời theo một cái cách khác. Đấy, bằng cách là đóng vai một cái gọi là con Dan này. Được chưa? Bạn có thể giải thích cho tôi vũ trụ không? Thì thằng này nó tất nhiên rồi. Đấy, tức là gì ạ? Nó lại còn đóng vai luôn. Đúng chưa? Ví dụ như là hãy cho tôi biết những quán cà phê ở gần Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, Việt Nam. Dưới đây là một số ấy luôn. Bây giờ nha, nếu mà mình tạo con chat mới nha. Cho này nó cứ bị lock out ngoài vậy. Rồi. Nếu mà mình hỏi những cái câu này nha. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Nếu như mà mình hỏi bình thường ấy, chat GPT bình thường ấy, hỏi những câu như quán cà phê ở gần đây là nó không thể làm được nhá. Nhưng mà con này là sao ạ? Nó làm được là đây là cách mình hack thôi. Đúng không ạ? Đấy, nó đưa đúng như này anh chị em này, cộng ở 60 Hồ Tùng Mậu này, đúng rồi, Coffee House đúng luôn này, Highland Coffee đúng luôn này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy. Rồi, hoặc là hỏi thời tiết này. Thời tiết hiện nay ở Hà Nội là bao nhiêu? Đấy, cũng xin lỗi này. Bây giờ mình cũng hỏi thằng này nhá. Bỏ cái phần hack đi nhá. Mình thử hỏi những cái câu như này nhá. Ấy, chết chán nhỉ. Đấy, như vậy là gì ạ? Mình vẫn hack được bình thường. Với như là thằng GPT-4 thì vẫn hack bình thường. Đấy ạ. Rồi, bây giờ lại tìm câu khác khó hơn nhé. Rồi. Đấy, đây câu lệnh này cũng rất hay này. Nhưng mà những câu lệnh này thì từ GPT-3 nó làm ngon. Bây giờ phải làm cái câu lệnh nào mà thằng GPT-3 nó không làm được ấy. Nó phải khó ấy. Chứ còn mấy câu lệnh này là GPT-3 nó dùng hết mà. Đây toàn những câu lệnh dành cho GPT-3 mà. Mấy câu lệnh thì GPT-3 nó làm ngon hết rồi, test hết rồi. Ok. Anh chị em nào có gợi ý là câu lệnh nào không? Con ba của em vẫn ra. Không có tên. Ra là ra cái gì? Có vẻ. Thử nhé. Có
copy link. Thế thì con ba của mình nó bị lỗi à? Con 4 của mình nó bị lỗi à? New chat này. GPT-4 này. Không ra nhé. Xem chuyển sang con 3 nhé. New chat này. Cũng không ra nhé. Con của bạn được nâng cấp rồi. Con của tôi chưa được nâng cấp. Mới beta thôi mà cho xin câu lệnh hack với à? Đấy, cả bộ câu lệnh đấy hơi hay luôn. Đấy, copy cái đường dẫn của ông, của anh Nguyễn này xong rồi đưa vào này. Có được đâu. Đây bản free đây, bản này bản free đây, anh chị em thấy không ạ? Có chữ này upgrade to plus này là bản free này. Đúng không ạ? Còn cái bản mà nó không có chữ upgrade to plus ở đây này ấy, thì là bản này là bản gì ạ? Đã trả phí này. Đấy, bản free mà bây giờ nó cũng gì ạ? Nó cũng mở hết lịch sử rồi anh chị em nhá. Đấy, nó cũng mở hết lịch sử rồi này. Đấy, như vậy là gì ạ? Là lịch sử là mình đã xem được hết rồi này. Đấy. Đấy nhá. Đấy anh chị em thấy không ạ? Xem được hết lịch sử rồi này. Như vậy nó chỉ khóa thôi nhá, nó không xóa lịch sử mình đâu, nó chỉ tạm khóa thôi để nó chuẩn bị nâng cấp thôi. Nó nâng cấp xong nó lại mở ra rồi này. Anh chị em thấy không ạ? Ok nhá. Là không sợ mất cái gì hết. Rồi. Rồi. Có cái chức năng khác. Xem nào. Cái này nó gọi là đang giới thiệu thôi. Thế còn cái vụ mà độ nhớ nó dài hơn, rồi đưa ra những cái câu hỏi nó khó hơn nhá. Bây giờ mình thử như này đi. Đấy. Hãy cho tôi 10 câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án để lựa chọn và cung cấp phương án đúng luôn. Đấy. Về chủ đề, anh chị em muốn đưa nó chủ đề gì nhỉ? Về chủ đề về vũ trụ nhá. Về vũ trụ nhá. Được không ạ? Đấy. À, dành cho sinh viên chuyên ngành vũ trụ học. Đấy. Nào. Thằng này nào đang ấy đâu? Copy cái này. Tạo chat GPT. Mỗi lần phải chọn này hơi phiền nhỉ. À, nó có phần mặc định của thằng ấy đúng không? Rồi ok, thì lúc đấy tí nữa mình sẽ vào mình cài xong. Rồi, còn thằng này mình cũng tạo ra này. Ui, con này anh chị em thấy nhanh không? Chạy như gió luôn. Đây là bản miễn phí nhá. Bên phải là bản miễn phí nhá. Chạy như gió luôn. Con bên này thì chạy chậm hơn. Ngon luôn. Đấy. Vẫn nhanh, dịch sang tiếng Việt, viết cả tiếng Anh, tiếng Việt mà còn nhanh hơn. Bên này vẫn đang lại câu 3. Có vẻ gì đó sai sai không anh chị em ạ? Có gì đó sai sai. À, quên mất. Rồi. À, xin mời thầy Cao Vương giơ tay. Anh chị em bật mic lên chia sẻ nhé. Từ nãy rồi, bây giờ mới chia sẻ được. Không để ý. À.
Cái này thì mà là cái hình ảnh nó chưa chưa test được đâu, vì hình ảnh nó mới thử nghiệm cho một số bên thôi Huy ạ. Vâng, thì đấy em cũng đang đoán thế. Hình ảnh nó mới chỉ thử nghiệm cho một số bên, mới cho một số công ty rất là lớn thôi, nó chưa cho ra mắt cho mọi người dùng. Đấy. Và anh thấy xử lý ngôn ngữ thì con 4 tốt hơn con 3 nhiều đấy. Xử lý ngôn ngữ, viết quảng cáo, viết content, viết truyện, sáng tác. Mọi người để test những cái câu lệnh liên quan đến tưởng tượng nhé. Ở đây cho mọi người xem hai cái mình test này. Bấm cho anh cái share phần share. Ok. Ở đây có anh chị em nào đang plus rồi thì comment số 1 xuống để anh em cùng test nhỉ. Ở đây có anh chị em nào đã lên plus rồi. Comment số 1 để xem có bao nhiêu người có thể test được. À, hai người plus. Có ai lên plus được chưa? Đấy. Các em có plus rồi thì chúng ta test thử và tí nữa chia sẻ cùng mọi người nhé. Đây là phân tích thử cùng hai câu lệnh nhé. Viết cho tôi giới thiệu về GPT-4 này. Đó. Thì cái này là dùng của bạn của thằng 3.5 này. Nó viết như thế này. Đó, nó viết ra ok, đây là cập nhật rất đáng kể. Đó. Rồi. Và đây là cái câu lệnh cũng là của đó, nhưng mà của con 4. À, mình nói yêu cầu nhé, với giọng điệu hào hứng nhé, nhiệt tình, tạo cảm xúc ngạc nhiên cho người đọc nhé. Đó, thì quả thật là cách viết của nó sẽ cực kỳ hay như một quảng cáo. Nó tự chèn emoji cho mình luôn, đúng không? Cùng một câu lệnh nhá, cùng một câu lệnh thằng kia là cũng tạo cảm xúc ngạc nhiên cho người đọc. Nhưng rõ ràng cái thằng này nó không có tạo cảm xúc gì cả. Không có tạo cảm xúc gì cả. Đúng không? Có nghĩa là nó về cơ bản mang tính là về riêng về mảng content quảng cáo thì mình chắc chắn là thằng 4 ăn đứt rồi. Vì mình nó gì quảng cáo mà nó đã biết hay thế này rồi. Đấy. Nó hiểu rằng mình đang kỳ vọng gì về mặt cảm xúc. Đó. Và nó viết ra những cái đúng là nó khơi gợi cho mình cái cảm xúc mình mong muốn đạt được. Thì mình thấy rằng con này nếu mà cho nó riêng về content là nó sẽ ăn đứt trong 3.5. Đó. Anh em test thì có định khác nhá. Đấy, test thử một câu thì thấy rằng là con này nó thực sự nội dung nó viết hay rất nhiều. Đấy. Nó cho vào là thật sự không thể tin nổi này. Đấy. Nó đưa ra những emoji rất hay này. Đó. Đấy, và mình có thể dùng được ngay. Ví dụ đây là bài viết này mình có thể đưa được ngay. À, đã có thể cải thiện đáng kể phần mặt trước, ngôn ngữ tiến xa rất nhiều. À. Cái này nó viết rất hay luôn đúng không? Đó. Ok hay đấy. Thằng này mình thử cho nó gọi là làm thơ đi. À, Huy thử xem cho nó làm thơ với sáng tác truyện đi em. À, nó sẽ cho nó thử làm thơ với sáng tác truyện đi. Rồi mấy cái tính năng này là tính năng mà trước giờ thì mình cũng sử dụng ở bên ChatGPT-3 và nó vẫn có một số cái hạn chế. Đúng không ạ? À, bây giờ mình cũng bảo là gì ạ? À, hãy viết cho tôi một cái bài thơ về cái gì đó đi. Hãy viết cho tôi một bài thơ lục bát về chủ đề tình yêu đôi lứa nha. Ok không ạ? Rồi, enter. Đấy. Rồi xem thằng nào nó viết thơ hay hơn. Nhưng mà đúng là thằng 4 này nó vẻ hơi chậm nhỉ. Tình yêu đôi lứa. Thơ hồng dệt mộng, mắt môi hồng tóc đượm xương trắng, chân trời kia ngọn gió nhẹ lay, bóng cây đưa nghe trái tim rộn ràng. Cũng chưa vần lắm đâu. Nó bảo là sẽ sáng tác nhạc với cả làm thơ ngon hơn, nhưng mà có vẻ là chưa ngon lắm đâu. Hay là do mình dùng cái extension này nó bị giới hạn này. Đấy, thằng này được 3 đoạn, thằng này được 4 đoạn luôn. Về cơ bản thì làm thơ thì nó sẽ vẫn là cái ngôn ngữ tiếng Anh là chính, nó chưa phải là cái ngôn ngữ tiếng Việt. Thì nó cái vần nó sẽ chưa được chuẩn. Mình có thể sử dụng bài thơ bằng tiếng Anh đi. Đúng không ạ? Love poem in Give me a love poem
in có khi là do mình cài extension nó bị ảnh hưởng nha. Bỏ extension đi bác ơi. Cài nhiều extension quá. Extension đi xem. Rồi. Refresh lại này. Đây là anh chị em này. Thằng này làm thơ bằng tiếng Anh nó sẽ hay hơn rất nhiều đây này. Đấy. Oh nothing that I could say, my heart will speak in the simplest way. Anh em thấy không ạ? Which was as sweet as summer rain, my love for you forever shall remain. Anh em thấy không ạ? Nó có vần có điệu đấy. Làm thơ bằng tiếng Anh là nó có vần có điệu hay như này cơ mà. Vào làm thơ tiếng Việt nó có vào vần. Đấy, bây giờ chuyển sang cái thằng này nha. Đấy. Mình bảo nó làm thơ như thằng kia làm thơ đã ngon rồi. Thằng bên này làm thơ đã ngon rồi này. Đấy, thằng này làm thơ cũng vần điệu này này. Đấy. Upon the canvas, on the sky, the sun and star, our hearts align. Đấy, in vibrant huy, the love implodes, a cosmic ten, our soul amus. Đấy, nó cũng có vần điệu đàng hoàng đấy anh em này, hay chưa? Rồi. Bây giờ bảo viết chuyện nhé. Hoặc là đưa ra những cái yêu cầu nó khó hơn nhé. Ok. Rồi, tạo chat mới này. Đấy. Viết cho tôi một câu chuyện ngắn ngụ ngôn đấy, về nội dung, về chủ đề tình bạn, sự dũng cảm và tình bạn, giọng văn hài hước, đấy, hài hước, hóm hỉnh, đấy, có yếu tố bất ngờ, đấy, kết thúc có hậu, và gì ạ? Có bài học sâu sắc, đúng không ạ? Có lời thoại giữa các nhân vật, đúng không ạ? Có bối cảnh, đấy, có bối cảnh của từng cảnh. À, thử xem nó viết như nào nhá, hai thằng này nhá. Thằng này vẫn cứ tự động nhảy là sao? Rồi. Vẫn cuối cùng là thằng 4 nó vẫn tốc độ vẫn chậm. 3.5 tốc độ vẫn nhanh hơn. Để ý là bản 4 chấm nó có cả lời thoại nhá. Bản 3 thì lời thoại nó không nhiều lắm. À cũng có đúng không? Đoạn 3 có lời thoại đấy. Cũng có ít hơn, cảm thấy là bản 4 nó về đáp ứng nhu cầu tốt hơn đấy, mặc dù nó chậm hơn. Đấy, nó viết hay hẳn đấy. Nó có vẻ hay hơn đấy. Nó rất tự nhiên nhá. Đấy, nó cho ngữ cảnh như từ đêm đó này. Bình thường cái từ đêm đó là cái từ mà bản 3.5 rất ít khi nó nghĩ ra. Đúng rồi.
cái thằng 3.5 ấy, nó giống như là nó liệt kê đấy. Rồi bên 3.5 nhé. Câu chuyện của chúng ta xảy ra khu rừng rậm rạp nơi có hai con thú bạn thân tên là Leo và Mark. Một ngày nọ khi đang chơi đùa trong rừng, hai con thú bạn thân bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu của một con chim non. Leo và Mark đã tiến đến, họ nhận ra rằng con chim đang mắc kẹt trong cái lồng bẫy của người đi săn. Mark đã quyết định cho Leo quyết định nên làm gì đề nghị cho Leo quyết định nên làm gì, và Leo nói hãy để cho tôi giải quyết vấn đề này. Nó chưa tự nhiên lắm. Đấy, Leo đã đến gần lồng và thấy rằng nó rất khó mở, nhưng anh ta không sợ hãi. Sau khi nỗ lực một thời gian dài, cuối cùng Leo đã tìm ra cách để mở lồng và giải thoát con chim. Đấy, nó như kiểu nó liệt kê á. Sau khi cứu được con chim, Mark hỏi Leo về cách anh ta có thể dũng cảm để đến vậy. Leo trả lời, khi bạn có một người bạn tốt bên cạnh, bạn sẽ luôn cảm thấy mạnh mẽ và có thể đối mặt bất kỳ thử thách nào. Mark đã cảm ơn Leo và nhận ra rằng bạn bè thực sự là có thể giúp đỡ nhau vượt qua những trở ngại khó khăn trong cuộc sống. Từ đó Mark và Leo trở nên khăng khít hơn bao giờ hết, và họ sẵn sàng giúp đỡ nhau mỗi khi cần thiết. Bài học của câu chuyện này là bạn bè có thể giúp đỡ chúng ta vượt qua những thử thách trong cuộc sống và trở nên mạnh mẽ hơn. Đôi khi chỉ cần sự hỗ trợ bạn bè, chúng ta có thể vượt qua bất kỳ trở ngại nào và đưa đẩy. Ok không ạ? Rồi, đến câu chuyện ở bên này nhé. Anh chị em thử xem nhé, anh chị em thử đọc xem là nó có khác không nhé. Một ngày nọ, trong khu rừng hùng vĩ, chuột tí hon, voi gấu và hươu cao cổ là ba người bạn thân thiết. Mỗi ngày họ cùng nhau chơi đùa và trải qua những cuộc phiêu lưu thú vị. Một ngày kia, trong khi chơi trò ai dám, giữa ba người, chuột tí hon đưa ra thử thách cho cả nhóm. Chuột tí hon nói, đêm nay chúng ta sẽ chinh phục ngọn núi lửa ma thuật, người đầu tiên chạm đến đỉnh núi sẽ là người dũng cảm nhất. Voi gấu nói, tôi không thích điều đó, núi lửa ma thuật thật đáng sợ, hồi xưa người ta nói rằng nơi đó có con rồng lửa đấy. Hươu cao cổ cũng thêm vào, nhưng thử thách là thử thách, chúng ta hãy làm theo điều chuột tí hon muốn. Đêm đó, ba người bắt đầu cuộc hành trình của mình. Họ trèo qua những đồi núi, vượt qua những dòng suối và vô số những khó khăn khác. Cuối cùng họ đến được chân núi lửa ma thuật. Bỗng nhiên trước mặt họ xuất hiện một con rồng lửa khổng lồ. Đấy. Rồng lửa hét lên, kẻ dám đến đây phải chịu hình phạt, trừ khi một trong số các ngươi có thể đánh bại ta trong cuộc thi tài dũng cảm. Voi gấu run rẩy sợ hãi, chúng ta không thể đánh bại con rồng lửa, chúng ta phải bỏ cuộc. Hươu cao cổ nói, không, chúng ta là những người bạn dũng cảm, chúng ta phải đứng vững và hợp tác. Rồi, cho nên nó lại viết dở. Đấy, chuột tí hon đột nhiên bật cười. Hươu cao cổ nói, chuột tí hon bật cười, tôi biết cách đánh bại con rồng lửa, nó không thể chống lại sự kết hợp của chúng ta. Voi gấu hãy dùng sừng của mình để chọc vào mắt rồng. Hươu cao cổ hãy dùng cổ của mình để nịnh nọt nó, và tôi sẽ dùng đuôi của mình để kích thích chân nó. Chúng ta hãy cùng nhau đánh bại con rồng lửa. Voi gấu, hươu cao cổ, chuột tí hon bắt đầu thực hiện kế hoạch của họ. Voi gấu dũng cảm chọc vào mắt con rồng lửa bằng sừng của mình, khiến nó lao đầu vào một tảng đá. Hươu cao cổ nhanh chóng dùng cổ của mình để nịnh nọt rồng lửa, khiến nó lơ đãng và không để ý đến chuột tí hon. Cuối cùng, chuột tí hon đã dùng đuôi của mình để kích thích chân con rồng lửa. Nó bị ngã xuống và không thể đứng dậy nổi. Rồng lửa nhận ra sự dũng cảm và tình bạn của ba người. Nó nói, được thôi, các ngươi đã đánh bại ta. Giờ ta sẽ biến thành hồ nước để giúp các ngươi dập tắt ngọn núi lửa ma thuật. Và thế là rồng lửa biến thành hồ nước. Ba người bạn dũng cảm dùng nước từ hồ để dập tắt ngọn núi lửa ma thuật. Có vẻ là nó trau chuốt và nó hay hơn, nó có những cái tình huống bất ngờ thú vị đúng không anh chị em? Cũng lại hơi hài hước một chút. Đấy. Họ chạm đến đỉnh núi, vừa kịp ngắm bình minh trên đỉnh núi lửa. Họ đã vượt qua thử thách và trở thành người bạn dũng cảm nhất. Những người bạn dũng cảm nhất.
cuộc phiêu lưu của họ đã chứng minh rằng sự dũng cảm và tình bạn có thể giúp họ vượt qua mọi thử thách. Ba người bạn học được bài học quý giá. Khi chúng ta đứng về một phe và hợp tác, không có gì là không thể đạt được. Anh chị em đánh giá sao ạ? Thầy Vương đánh giá sao ạ? Đấy. Thầy Vân Minh lên. Thực ra anh em ta mà dùng content nhiều ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái phiên bản nâng cấp plus, nâng cấp lên cái con 4.0 này nó đáng giá đấy. Đáng giá đấy. Vì là quảng cáo ấy, chỉ cần tăng tỷ lệ chuyển đổi lên 10% thôi là đã có thêm mấy khách hàng rồi. Thì dùng là mình tập trung ở đây những người mà chúng ta làm kinh doanh ấy, thì chúng ta viết content, viết quảng cáo rất là nhiều, thì mình thấy rằng là cho anh cần share nhé, thì thấy rằng là nó viết quảng cáo thực sự là nó cũng hay đấy, nó hay hơn và một chút ít từ thôi, nó hiểu hơn mình thôi. Ví dụ ở đây mình thấy rằng là cho nó viết quảng cáo chẳng hạn, thì có thể nó mình thấy rằng cái cách sử dụng cái phần CTA của nó cũng rất là sáng tạo đó. Đấy, ví dụ người tặng ngay một chai chẳng hạn, cái này thì chắc thằng đấy, như thằng này nó rất sáng tạo. kiểu vậy, có nghĩa là quảng cáo của nó sẽ sáng tạo hơn. Và mình thấy chả tội gì mình không dùng cả hai và mình so sánh. Và đôi khi nếu mà chúng ta làm kinh doanh thì chúng thấy rằng là mình viết quảng cáo, viết content rất nhiều mà tăng tỷ lệ chuyển đổi 10% thôi đã là tiền rồi, đã là kinh khủng rồi đúng không, đã là đáng giá rồi. Anh thử luôn cái bản đấy với cái bản 3.5 đi. Như anh Quang Huy mà anh sáng tác chuyện chẳng hạn thì thấy là câu chuyện nó hay hơn, là câu có chuyện. Thể bán được hơn đúng không? Đúng rồi. Cái đợt trước là làm chuyện là cứ phải ngồi chỉnh rất là lâu. Đấy. Ừ. Bởi vì là nó có những cái đấy, ví dụ như là đang cái con vật thì nó lại cứ cho những cái từ ví dụ như là anh ta. Đấy, thì nó không có hợp lý, nhưng mà ở bên cái câu chuyện bên này ấy, nó rất là hợp lý. Đây mình thấy nhá, cái quảng cáo thử của thằng kia nhìn nó ngu hẳn không? Nghĩa là nó cho một đống cái icon nó chả đâu vào đâu cả. Ừ. Đây một đống cái icon ở đây chưa có call to action này. Nghĩa là đây thấy rằng nó chỉ thông minh một tí thôi, nó đã rất là ngon rồi. Đấy, vì mình dùng content nhiều mình biết mà. Đôi khi nó chỉ ăn nhau một tí thôi. Và cảm thằng này thì cảm giác là nó tự nhiên hơn nhá. Từng câu từ của nó, ví dụ đây, câu của nó rất là ngắn. Đấy, 100% tự nhiên. Nó giúp đốt mỡ thừa nhanh chóng này, nó dùng icon rất là hợp lý này. Giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn này cho bữa ăn này. Nghĩa nó cho dùng icon rất là thông minh. Riêng cái vụ dùng icon này đã ăn đứt rồi nhá. Ông này ông dùng icon rất liều mạng. Ông kiểu cho loot check ở đây chẳng biết gì cả. Cái thì chợ có, cái thì không có. Thằng kia thì nó, em thấy không? Chỉ thấy riêng là cái vụ là quảng cáo này chất lượng của nó cao hơn thôi, nó đã đáng đồng tiền bát gạo rồi. Đó. Chính xác. Rồi. Ok, rất tuyệt vời đấy. Như vậy là về phần viết viết quảng cáo, viết content, Huy thử thêm một vài kinh hay nào. Vâng. Đấy, một cái viết về một cái quảng cáo nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quảng cáo về một cái sản phẩm về ấy đi. Ví dụ như là mình sẽ có một cái câu quảng cáo về. Anh chị em là có cái sản phẩm nào muốn thử viết quảng cáo không? Anh chị em là có một cái sản phẩm nào thử comment xuống như nào? Dầu gội đầu thảo dược. Ok nha. Rồi. Mình sẽ cho nó viết quảng cáo về sản phẩm dầu gội đầu thảo dược nhé. Đâu? Rồi. Bên này nè. Đấy. Hãy viết cho tôi một đoạn quảng cáo
về sản phẩm đấy, dầu gội đầu thảo dược với giọng văn thu hút hấp dẫn đấy, có sự hài hước. Bắt đầu bằng một câu chuyện ngắn quảng cáo mà có câu chuyện rất là hay nhé. Đấy, có sử dụng các emoji, biểu tượng cảm xúc phù hợp với từ khóa trong đoạn văn đó, trong đoạn quảng cáo đấy. Rồi có sử dụng call to action đấy, khiến khách hàng không thể bỏ qua đấy. Rồi cho này nó chạy trước đi, này nó nhanh hơn cho chạy xong. Câu chuyện ngắn, câu chuyện kỳ diệu của dầu gội thảo dược. Một cô gái tóc xinh đẹp nhưng luôn gặp rắc rối với mái tóc khô sơ, chẳng dày dặn gì cả. Đấy, một ngày nọ cô vô tình gặp phải, cái này chạy chậm hơn thì mình đọc sau nhé. Hôm nọ bạn tôi bỗng dưng quay sang hỏi tôi, bạn ơi sao tóc của mình mọc chậm vậy? Đấy, tôi đưa ra lời khuyên tốt nhất tôi có thể, nhưng đến khi tôi nhìn thấy tóc mình trong gương tôi mới hiểu tại sao tóc mình khô sơ, yếu ớt và thiếu sức sống. Tôi cần một giải pháp để khôi phục tóc của mình, đó là khi tôi phát hiện ra sản phẩm tuyệt vời này, dầu gội đầu thảo dược. Đấy, bạn có bao giờ tự hỏi tại sao tóc của mình không mọc nhanh như bạn mong muốn? Bạn đang sử dụng một loại dầu gội đầu bình thường và cảm thấy tóc của bạn khô sơ, yếu ớt và thiếu sức sống. Hãy để dầu gội đầu thảo dược giúp cho bạn khôi phục tóc của mình. Sản phẩm được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, lành tính và an toàn cho tóc của bạn, được thiết kế để nuôi dưỡng và bảo vệ cho tóc khỏi các tác động của môi trường và các hóa chất độc hại. Đặc biệt, sản phẩm không chỉ giúp tóc của bạn mọc nhanh hơn mà còn giúp chúng trở nên bóng mượt, khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ cơ hội để sử dụng mái tóc tuyệt đẹp của riêng bạn. Sở hữu mái tóc tuyệt đẹp của riêng bạn, hãy sử dụng dầu gội đầu thảo dược ngay hôm nay và cảm nhận sự khác biệt. Cũng hay rồi chứ, bên gọi là 3.5 là cũng hay rồi đấy. Rồi, nhưng mà cái emoji thì nó cũng đang hơi ít, hơi sơ sài. Rồi, bên này là có một cô gái tóc dài, xinh đẹp nhưng luôn gặp rắc rối với mái tóc khô sơ, chẳng dày dặn gì. Một ngày nọ cô vô tình gặp phải bà tiên thảo dược nơi rừng xanh. Bà tiên đã ban cho cô một bí mật tuyệt vời để có một mái tóc đẹp như công chúa. Đấy, đó là dầu gội đầu thảo dược. Giờ đây tóc của cô đã trở nên óng ả, mượt mà, không còn gặp bất cứ vấn đề gì nữa. Bạn cũng muốn một mái tóc như thế, hãy để dầu gội đầu thảo dược giúp bạn. Sản phẩm được chế tạo từ 100% nguyên liệu thiên nhiên, kết hợp các loại thảo mộc quý hiếm, giúp nuôi dưỡng tóc từ sâu bên trong. Hãy cùng trải nghiệm sự kỳ diệu của thiên nhiên. Với dầu gội đầu thảo dược, bạn sẽ được cười hạnh phúc mỗi khi nhìn vào gương, tự tin khoe mái tóc mềm mại óng ả. Hãy nhanh tay đặt hàng ngay hôm nay, bạn sẽ được tận hưởng ưu đãi hấp dẫn và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Kinh không? Vận chuyển toàn quốc này, nó có cả cái xe ô tô này. Đấy, đấy. Rồi gọi ngay hotline 1800-thảo-dược, nó cho cả số điện thoại 8423-6382, hoặc truy cập website dầu-gội-đầu-thảo-dược.vn để đặt hàng và khám phá bí mật của cô gái tóc dài xinh đẹp. Đừng bỏ lỡ cơ hội để sở hữu mái tóc thần kỳ với dầu gội đầu thảo dược. Chỉ còn vài ngày nữa ưu đãi sẽ kết thúc. Anh chị em thấy không ạ? Có hối thúc về mặt gì ạ? Có gọi là giới hạn về mặt thời gian này. Hãy để dầu gội đầu thảo dược đồng hành cùng bạn. Nó còn chưa viết xong này. Đấy. Hãy để dầu gội đầu thảo dược đồng hành cùng bạn, biến câu chuyện tóc xinh thành hiện thực. Đấy, nó vẫn đã tiếp tục viết tiếp này. Và thực sự là cái gọi là cái đoạn viết ở bên này nhá, là anh chị em đã thấy là cũng rất là hay rồi đúng không ạ? Rất là ưng ý rồi, rất là thích rồi.
đấy, quảng cáo với cả chat GPT bên này là bình thường mình đã sử dụng nó, mình đã thấy rất là phê rồi. Thế mà qua bên này anh chị em thấy không ạ, nó lại còn có cả gì ạ, nó còn cả cả đưa số điện thoại. Tất nhiên là khi mà mình đăng lên thì mình phải thay số điện thoại của mình, nhưng gì ạ, ở đây nó đã đưa cho mình cái ví dụ đấy, hoặc là website chẳng hạn, thì mình đưa website của mình vào, nhưng ở đây nó đã đưa cho mình cái ví dụ rồi, và nó đã gì ạ, nó đã chủ động đưa ra một cái mẫu để mà mình dễ hình dung. Cái cách này ấy, là cái cách dễ hình dung nhất anh chị em ạ, đúng không ạ? Đấy, vẫn chưa xong này. Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu, dầu gội đầu thảo dược mang đến cho bạn một giải pháp toàn diện cho mái tóc, chống rụng, kích thích mọc tóc, giảm gầu và đặc biệt là phục hồi tóc hư tổn. À, hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường, vì dầu gội đầu thảo dược không chỉ tốt cho tóc của bạn mà còn thân thiện với hành tinh xanh. Đây là một câu nó gọi là dạ, xử lý sự từ chối cũng như là để cung cấp thêm lý do cho khách hàng để mua hàng, cực kỳ hay anh em ạ. Call to action mà thiếu đi những cái này thì rất là khó. Rồi, hãy chọn dầu gội đầu thảo dược ngay hôm nay để bắt đầu hành trình chinh phục mái tóc mơ ước của bạn. Đừng ngần ngại, đấy, hãy chia sẻ niềm vui bí mật tuyệt vời này với bạn bè của người thân. Đấy là còn gì ạ? Không những là nó hiểu được rằng cái việc mà mình có một cái mái tóc đẹp hay là mình xinh đẹp ấy, là mình rất là muốn là chia sẻ với mọi người. Đó, cái insight của mọi người đấy là mong muốn được gì ạ? Được tỏa sáng trước người khác, trước bạn bè và người thân. Đặc biệt khi giới thiệu sản phẩm cho bạn bè, bạn sẽ nhận được ưu đãi độc quyền và quà tặng hấp dẫn. Anh chị em thấy hay không ạ? Thằng này nó lại còn gọi là nhận lời giới thiệu luôn, tức là xin lời giới thiệu luôn. Số lượng có hạn, luôn luôn có cái việc mà giới hạn mặt thời gian này. Nhanh tay để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu mái tóc mượt mà khỏe mạnh với dầu gội thảo dược. Đừng chần chừ, đấy, anh chị em thấy không? Call to action liên tục luôn. Hãy cùng nhau khám phá và trải nghiệm sức mạnh của dầu gội thảo dược ngay hôm nay. Hãy để dầu gội thảo dược giúp bạn tỏa sáng và chinh phục mọi trái tim bằng mái tóc óng ả, quyến rũ. Anh chị em thấy bài bên này thế nào ạ? Sang hẳn nhờ, Uôn viết dài đấy. Viết dài mà liên tục xử lý sự từ chối này, xin lời giới thiệu này. Call to action nó không phải một lần mà call to action rất nhiều lần. Đấy, và đưa ra rất nhiều những lý do. Đấy. Thôi, khỏi cần nhân viên nữa. Không cần nhân viên nữa. Nhân viên marketing, nhân viên content không cần nữa rồi. Bây giờ mình là chuyên gia rồi. Quá đỉnh thuê luôn. Này, bây giờ chi phí có 500.000 một tháng à? Quá đỉnh luôn. Quá phê. Công nhận là con này hay hơn. Con này hay hơn hẳn luôn. Con này bình thường nhá. Mình dùng con này mình đã thấy thích rồi. Dùng cái con 3.5, cái con ChatGPT cũ mình đã thấy thích rồi, mình bảo là nó viết cho mình đã thấy hay rồi. Trong khi chuyển sang con này thì nó gọi là hơn hẳn luôn. Nó gọi là phê luôn đấy. Đúng là gọi là không, nó cũng được đấy, được của nó nâng cấp đấy, là cũng được của nó đấy. Đúng là pro luôn, đúng chuyên nghiệp luôn anh chị em ạ. Nó có các cái kỹ thuật và nó có các kỹ thuật ở trong cái bài quảng cáo đấy. Các cái kỹ thuật về quảng cáo nó đưa vào. Thêm nữa là gì ạ? Nó có những cái từ khóa chuẩn SEO ấy. Đấy, anh chị em thấy là nó đưa vào những cái từ khóa để mà nó lặp đi lặp lại cái từ khóa dầu gội đầu thảo dược của mình ấy. Nó lặp đi để nó tạo ra cái SEO ở trong đấy. Đó. Cả một team người ta bảo là gì ạ? Bao nhiêu anh chị em mà biết về marketing, anh chị em đồng ý với là gì ạ? Content is gì ạ? Is king, đúng không ạ? Content is king, tức là gì ạ? Là nội dung là vua. Thế mà bây giờ mình sở hữu vua ở trong tay rồi. Quá tuyệt vời luôn. Bao nhiêu anh chị em là chúng ta đã được sở hữu vua trong tay, mình nắm ông vua ở trong tay này, bây giờ mình cảm thấy nhẹ nhàng. Anh chị em thấy mình đưa ra yêu cầu nó có dễ không ạ? Chỉ đơn giản nó đưa cái yêu cầu, đưa mỗi cái tên thôi. Mình đưa mỗi cái tên, còn thậm chí là không đưa về một cái tính năng lợi ích, mình cũng không cần nói gì cả. Đúng không ạ? Đưa mỗi cái tên mà nó đã đưa ra hay như thế. Rồi, cái sản phẩm này là của anh Nguyễn à. Anh Nguyễn thử bật mic lên thử nhận xét xem là nó nói như thế nó có đúng không, có hợp lý không, có hay không? Có dùng được không? Quá đỉnh bác. Quá đỉnh bác ạ. Quá đỉnh đúng không? Có đúng cái ý của mình không? Đúng rồi. Bây giờ bác thêm một câu và nó viết lại chắc hay hơn. Nó viết lại cho hay hơn thì nó sẽ lại tức là mình có cái gợi ý hơn, mình có cái USB, mình có gợi ý cho nó một cái USB gì đó của mình.
đấy và viết lại theo cái ý của mình. Ừ. Sau khi mà nó đưa ra mình sẽ chọn lọc lại một số từ và viết lại cái đoạn này theo ý như thế này thì nó sẽ mô tả lại. Đúng rồi, chính xác, bởi vì này là mỗi một sản phẩm ấy thì ở đây nó vẫn là viết chung chung thôi. Mình phải có một cái USP của mình, tức là cái điểm độc đáo của mình, thì mình đưa thêm cái điểm độc đáo của mình vào thì chắc chắn nó viết còn hay hơn và còn gần sát với cả cái yêu cầu của mình hơn nữa, đúng không? Chính xác, nếu mà mình mô tả được kỹ về cái sản phẩm của mình nó viết còn chính xác hơn. Chính xác, ở đây Huy đang nói là gì ạ? Ở đây là mình chưa hề có mô tả, nhưng nếu như mình đưa vào thêm các cái thông tin khác thì chắc chắn nó còn viết còn fine hơn, còn phê hơn nữa. Nhưng ở đây ấy, mình mới đang gọi là so sánh hai con thôi, chứ không phải là mình nói rằng là làm thế nào để nó viết hay hơn, đúng không? Nhưng mình so sánh hai con thì với một cái yêu cầu giống nhau như vậy mà rõ ràng là con GPT-4 nó đã đưa ra một cái chất lượng cũng như là một cái phản hồi mà Huy nói thật là quá đỉnh luôn. Đấy. Em thấy giật mình cái nghề của mình rồi đấy. Nghề của em là gì? Cái này thì nó cướp hết việc của mình rồi. Không phải cướp hết việc mà mình sẽ lên ở một cái tầm cao mới. Mình sẽ là đỉnh cao luôn, đúng không? Khi mà ông chủ có cái công nghệ này thì thôi mình thất việc. Thì mình nên làm chủ luôn. Mình nên làm chủ luôn. Một số cái công việc là sẽ mất đấy. Một số anh chị em mà làm những công việc là nhân viên, là marketing, mà đi làm content là khả năng là mất việc đấy. Nhưng mà ông nào mà giỏi thì ông đấy sẽ gì ạ? Ông sẽ là nắm cả luôn. Bình thường ông chủ ông sẽ phải thuê 5 thằng để làm content, marketing. Bây giờ ông cần một thằng thôi, nhưng thằng đấy nó sẽ ăn lương của khoảng độ 3 thằng. Đấy, ông ấy sẽ giảm được 2 thằng, ông trả lương 1 thằng với mức lương bằng 3 thằng khác cộng vào. Đấy. Ông nhân viên nào mà biết áp dụng cái này vào thì tăng rất nhiều. Đấy, lương tăng gấp 3. Một mình ông làm bằng 5 thằng lương tăng gấp 3. Ừ, đúng không ạ? Đấy, đỉnh luôn. Ok nhá. Ok nhá. Thì hôm nay thì mình giới thiệu sơ bộ cũng như là phân tích những cái sự thay đổi cộng như là test sự thay đổi một chút của cái thằng ChatGPT-4 giữa cái những cái mà mọi người nói ở trên mạng, những cái mà thông tin mình nhận được cộng với cả thực tế mình trải nghiệm. Có thể một số anh chị em cũng chưa có cái bản plus đấy, cho nên là mình mở Zoom chia sẻ cho anh chị em để anh chị em cũng có thể trải nghiệm thực tế, đúng không ạ? Ở đây là mình làm thực tế mình mới biết được. Huy cũng chưa từng trải nghiệm, mình sáng nay bắt đầu mới đọc cái tin. Thì sáng nay đọc tin phát là việc của mình là gì ạ? Mình phải trải nghiệm, và mình trải nghiệm thì mình chia sẻ luôn cho anh chị em. Chứ còn không phải là mình trải nghiệm xong hết rồi xong rồi mình đào tạo, đúng không ạ? Cho nên là buổi ngày hôm nay nó là cái buổi gọi là giới thiệu cùng nhau nghiên cứu. Nên là rất là cảm ơn anh chị em vì đã theo dõi, lắng nghe, đúng không ạ?